Kính chào anh chị. Sau đây, em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện nghiệp vụ xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm như sau. Đối với kế toán kho, sẽ thực hiện nghiệp vụ xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp theo 4 bước. Bước 1. Khai báo thành phẩm lắp ráp. Bước 2. Lập lệnh lắp ráp thành phẩm. Bước 3. Lập phiếu xuất kho vật tư để mang đi lắp ráp. Và bước 4. Nhập kho thành phẩm sau khi được lắp ráp xong. Còn đối với thủ kho, sẽ thực hiện việc ghi sổ kho, phản ánh việc xuất kho vật tư và nhập kho thành phẩm. Bây giờ, mời anh chị theo dõi các bước thực hiện chi tiết như sau. Bước 1. Kế toán kho, khai báo thành phẩm được lắp ráp. Anh chị vào menu danh mục Vật tư hàng hóa, chọn Vật tư hàng hóa và nhấn Thêm. Anh chị khai báo các thông tin của thành phẩm, trong đó các thông tin có dấu sao là thông tin bắt buộc phải khai báo. Chọn tính chất là thành phẩm. Ngoài các thông tin bắt buộc phải khai báo, anh chị khai báo thêm thông tin về định mức nguyên vật liệu cần thiết cấu thành nên thành phẩm trên tab định mức nguyên vật liệu. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn Cắt. Tiếp theo, anh chị chuyển sang thực hiện bước 2, lập lệnh lắp ráp thành phẩm. Anh chị vào phân hệ kho, chọn tab lắp ráp tháo dỡ và nhấn Thêm. Anh chị lựa chọn lập lệnh lắp ráp hay tháo dỡ. Tiếp theo, anh chị chọn thành phẩm cần lắp ráp bằng cách gõ trực tiếp mã hoặc tên thành phẩm vào đây. Hoặc là anh chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên để lựa chọn thành phẩm trong danh sách. Tiếp theo, anh chị nhập số lượng thành phẩm cần lắp ráp, hệ thống sẽ tự động xác định số lượng các nguyên vật liệu cần thiết để lắp ráp căn cứ vào định mức đã khai báo ở bước 1. Anh chị nhập diễn giải để dễ dàng quản lý chứng từ lắp ráp trên màn hình danh sách. Tiếp theo, anh chị khai báo các thông tin của lệnh lắp ráp. Thông tin ngày, phần mềm đang ngầm định, ngày lập lệnh lắp ráp là ngày hệ thống. Thông tin số là số lệnh lắp ráp, phần mềm tự động hiển thị sẵn giúp anh chị theo thiết lập tại menu hệ thống tùy chọn. Anh chị cũng có thể thay đổi lại các thông tin này nếu cần. Sau khi khai báo xong lệnh lắp ráp, anh chị nhấn Cắt và chuyển sang thực hiện bước 3, lập phiếu xuất kho vật tư để mang đi lắp ráp. Anh chị chọn chức năng lập phiếu xuất trên thanh công cụ. Phần mềm sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho linh kiện để lắp ráp và lấy thông tin về các nguyên vật liệu cần để lắp ráp thành phẩm từ lệnh lắp ráp sang. Anh chị khai báo bổ sung các thông tin trên phiếu xuất kho. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn Cắt. Tại đây thì anh chị có thể in được phiếu xuất kho bằng cách nhấn In và chọn mẫu phiếu xuất kho cần in. Tiếp theo, anh chị chuyển sang thực hiện bước 4, nhập kho thành phẩm sau khi được lắp ráp xong. Trên chứng từ lệnh lắp ráp, anh chị nhấn chọn chức năng lập phiếu nhập. Phần mềm sẽ tự động sinh ra phiếu nhập kho thành phẩm lắp ráp và lấy thông tin về thành phẩm được lắp ráp từ lệnh lắp ráp sang. Anh chị khai báo bổ sung các thông tin trên phiếu nhập kho. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn Cắt. Đối với thủ kho, sẽ thực hiện việc ghi sổ kho, phản ánh việc xuất kho vật tư và nhập kho thành phẩm. Tại tab đề nghị nhập xuất kho, thì tất cả các chứng từ phiếu xuất phiếu nhập đã lập sẽ tự động được hiển thị trên danh sách này. Anh chị mở phiếu xuất kho vật tư mang đi lắp ráp đã lập lên. Sau đó thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với phiếu xuất kho. Nếu có sai lệch, anh chị ghi số lượng thực tế xuất kho vào cột số lượng thực xuất và có thể ghi nguyên nhân vào phần ghi chú. Sau khi kiểm tra xong, anh chị nhấn ghi sổ, phần mềm sẽ tự động ghi vào sổ kho của thủ kho. Tương tự thì anh chị cũng thực hiện ghi sổ kho với phiếu nhập kho thành phẩm đã lập. Như vậy là em đã hướng dẫn các anh chị thực hiện xong nghiệp vụ xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp. Xin cảm ơn và chúc các anh chị thực hiện thành công.